Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày 26 tháng 6 năm 2022. Xin thưa với các bác và mọi người, vào lúc 5 giờ sáng thì đó là cái lúc mà các bác có thể đang nghe, những người nghe đầu tiên ấy, thì đang đi tập thể dục, những người mà gọi là dậy sớm. Và 5 giờ sáng là một không khí rất là trong lành, yên tĩnh, là cái nơi và cái thời điểm và để mà tôi á, chia sẻ những cái suy nghĩ chân thực của mình về cuộc sống, về mảng nội chính, về các quan chức và về lòng dân và những cái giải pháp như thế nào đó. Xin thưa với các bác và mọi người, tôi là một người mà có thể nói rằng là lớn lên ở Yên Bái, nhà sinh ra Yên Bái, nhưng cả cái quãng thời gian ấu thơ mà đẹp nhất thì ở tỉnh Lào Cai. Chính vì thế, khi mà tôi trở thành YouTuber cũng có thể nói rằng là khá nổi tiếng. Và vừa rồi thì có làm một vài clip về Lào Cai thì mọi người rất là ủng hộ. Có rất nhiều người đã comment, gọi điện, những bạn bè của tôi ở Lào Cai rất là nhiều. Làm trong khối nhà nước thì là chủ yếu. Một số ít thì làm ở lĩnh vực tư nhân. Nhưng mà khi tôi nói về lĩnh vực nội chính và đặc biệt rằng là một số cái khuất tất liên quan tới Lào Cai á, và vừa rồi thì Lào Cai cũng bắt hai phó chủ tịch tỉnh, thì mọi người hầu như rằng là có những người gọi điện cho tôi để mà thể hiện cái sự ủng hộ của mình, nhưng cũng có người thì im lặng, một số người thì thậm chí còn tỏ những cái thái độ trách móc, và tôi tin chắc rằng có rất nhiều người sẽ xa lánh tôi, đặc biệt là sau khi mà tôi làm về Lào Cai. Không sao cả, đó là cái mà mình phải đương đầu, và cũng không quý gì những cái mối quan hệ, bởi vì rằng là tôi chỉ cần hỏi họ mấy câu, đừng lấy cái lợi ích của tôi hay của ông hay của bà làm trọng. Máy thử nghĩ xem lợi ích của nhân dân có phải làm trọng hay không đó. Thế cho nên ấy, việc phanh phui ra những cái xấu, phanh phui ra những cái mà khuất tất, thì thậm chí nó còn làm cái chủ trương rất đúng của Đảng và Nhà nước. Tôi có thể đọc và chia sẻ cho các bác một cái dòng như thế này là tôi đã phanh lại, và sau đó thì tôi có gửi cho bạn bè tôi để thấy rằng là chúng ta nhìn vào đấy để chúng ta thấy rằng là cái công việc của tôi là đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, chứ không phải là một cái gì đấy nó không đúng đâu. À, báo cáo các bác là như vậy. Các bác có thể nhìn thấy trên màn hình. Đây là cái nghị quyết số 21 thì vừa được ký vào ngày hôm trước và được công bố vào ngày hôm qua. Hôm qua thì công bố nghị quyết số 18, 19, 20 và 21 về đất đai. Cái phần này rất quan trọng. Lúc nào tôi với các bác sẽ bình luận sau về vấn đề đất đai, rất hệ trọng về kinh tế, về kinh tế tập thể vân vân. Nhưng đặc biệt là cái nghị quyết số 21 ấy, là về xây dựng tổ chức đảng. Thì trong đó có cái phần có thể nói rằng là rất rõ mà tôi đã khoanh đỏ ở đây. Trong cái phần 4 thì nó có cái chỗ này. Đó. Phần 4 là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thì trong đó cái gạch đầu dòng thứ hai đã nói rất rõ. Đầu gạch đầu dòng thứ hai nói rất rõ. Đó là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng. Và hội quần chúng nhé. Thì động viên nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc nêu gương, giám sát việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú. Nhất là đảng viên là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, vân. Có nghĩa rằng ở đây là chủ trương được khuyến khích rất cụ thể. Và đây là nghĩa vụ của các tổ chức đảng, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và thậm chí các hội quần chúng là phải khuyến khích người dân. Đó, cho nên tôi cũng rất cần cả ý kiến của các bác nữa. Thế thì liên quan tới Lào Cai ấy, thì cái việc này là việc hoàn toàn đưa ra là đúng chủ trương. Một người bạn của tôi hôm qua thì có gọi điện và nói rằng Hoàng Dôn hãy nói, đã nói từng nói về phố nhà quan tại Lào Cai.
một cái con phố với cái vị trí đắc địa mà người ta gọi rằng là đất kim cương của Lào Cai thì rơi vào tay quan chức. Thì bạn ấy có nói thế này: Hoàng Dôn ví von phố Nhạc Quan là rất đúng, nhưng chúng ta chỉ cần mở rộng ra để chúng ta suy nghĩ thế này để xem có đúng hay không. Để có được cái hòa bình ngày hôm nay, bạn ấy tâm sự tôi rất dài nhưng tôi có thể rằng là chia sẻ với các bác ngắn gọn lại một chút, nó xúc tích hơn một chút, và các bác và tôi cùng suy nghĩ xem rằng là bạn ấy có nói đúng hay không nhé. Thì bạn ấy có nói tôi thế này: Hoàng Dôn nói về phố Nhạc Quan thì rất đúng, nhưng mà tôi nghĩ rộng hơn thì cũng mong rằng là xem là ông nghĩ thế có đúng hay không. Tôi là người đọc sách cho nên là nó có những khái niệm hóa hay là trừu tượng hóa một số cái. Thì chúng ta có được ngày hôm nay sự hòa bình, độc lập, cuộc sống yên bình, ấm no với phần lớn mọi người. Điều này có được không phải là tự nhiên nó có như ông nói, mà nó phải trải qua rất nhiều máu xương của dân tộc, của dân dân. Hàng triệu người đã ngã xuống, cả những nghĩa trang liệt sĩ và vân vân, có rất nhiều. Có những người mẹ Việt Nam anh hùng, vân vân. Và chúng ta khắp nơi, ở khắp các tỉnh thành thì đều có những nghĩa trang liệt sĩ. Ngay cả Lào Cai cũng vậy. Và ở các tỉnh thành trên khắp cả nước, chúng ta có những cái biểu tượng hay người ta gọi là các tượng đài. Các tượng đài là một cái biểu tượng gọi rằng là vật chất hóa, hình tượng hóa để chúng ta nhìn vào đấy, chúng ta nhớ đến những cái thông điệp uống nước nhớ nguồn. Ví dụ như là tượng đài thanh niên xung phong, tượng đài nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thì để chúng ta uống nước, chúng ta còn nhớ nguồn, chúng ta phải suy nghĩ rằng chúng ta ở đây giờ phút này còn nói chuyện với nhau là bởi vì hàng triệu người đã ngã xuống trước đây. Thế nhưng có những tượng đài nó trình hình ra mà người ta không biết rằng nó cũng là một cái tượng đài. Có nghĩa có những cái tượng đài thì được chủ động xây dựng để chúng ta nhớ tới. Nhưng có những cái tượng đài nó tồn tại sừng sững ở đó như là một cái sự phủ nhận, như là một cái sự có thể nói rằng là trơ tráo và thể hiện một cái sự vô liêm sỉ. Một cái sự có thể nói rằng là ăn trên ngồi chốc của những cán bộ lãnh đạo. Có những tượng đài nó ngồi đó, đứng đó một chỗ và trở thành một cái biểu tượng. Biểu tượng thì nó không tự nhiên sinh ra, nó cũng không tự nhiên mất đi. Một số cái biểu tượng thì chúng ta chủ động, nhưng một số cái thì tự nhiên nó đã hình thành một cái biểu tượng. Và cái phố Nhà Quan ở Lào Cai, nó là một cái biểu tượng và là một cái tượng đài như thế. Một khu phố được đưa lên trên Lào Cai, nghĩa là được đưa lên trên báo. Một khu phố để các bác có thể nhìn thấy thế này. Đây là cận cảnh một cái khu biệt thự triệu đô của quan chức Lào Cai. Đây là một khu biệt thự có thể nói rằng là ở một cái vị trí đất kim cương cạnh bờ sông bốn mặt tiền. Và cái việc đấu giá thì chỉ trả cao hơn cái giá khởi điểm là 100.000 đồng. Chưa nói đến cái giá của nó. Chúng ta nhìn những ngôi biệt thự bề thế. Một cái biệt thự bề thế hàng triệu đô la như thế này. Và các bác có thể nhìn thấy một khu rất đẹp và nó rơi vào tay ai? Đó. Xin thưa với các bác, nó rơi vào tay ai? Nó rơi vào những người nào? Nó rơi vào những cái người và xin thưa với các bác, nó rơi vào Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh. Nó rơi vào giám đốc cũ của Công an tỉnh Lào Cai. Nó rơi vào một số quan chức là cả viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân của tỉnh Lào Cai. Một con phố sừng sững như thế, với những căn biệt thự bề thế như thế, thì nó có phải là tượng đài hay không? Nó có phải là tượng đài hay không? Thì xin thưa với các bác, nó chính là cái tượng đài. Nó là một tượng đài của quan thang. Giống như chúng ta nhìn thấy những ngôi biệt thự khủng khiếp của anh chủ tịch của Hạ Long, của thành phố Hạ Long. Đúng không ạ? Chúng ta cũng nhìn thấy những căn biệt thự bề thế của ông Trung Ngọc Anh, quý vị bác. Và
Nhờ những cái tượng đài đó được lộ ra ánh sáng thì người dân lúc này người ta mới sáng cái mắt ra, người ta mới mở to mắt, người ta nhìn thấy rằng là à, cái tượng đài này là của các quan, và nghề làm quan là một cái nghề siêu lợi nhuận. Và khi đã là một cái nghề siêu lợi nhuận rồi thì người ta bắt đầu hình thành những các biểu tượng khác, đó là biểu tượng sống. Biểu tượng sống là gì? Đó là những con người bằng xương bằng thịt. Nó là một cái biểu tượng để cho người dân thấy rằng nếu không có mấy chữ ệ, quan hệ, tiền tệ, hậu duệ thì còn lâu mới làm quan được. Đó là những biểu tượng như thế. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái nhân vật có thể nói là có thể nói rằng là thành đạt khi còn rất trẻ. Và người ta luôn giải thích bằng một cái câu rất đúng quy trình. Nhưng nhiều người cũng tự hỏi rằng là tại sao quy trình nó toàn rơi vào con em của cán bộ? Chứ nó đâu có rơi vào con em của một người nông dân đâu. Một người nông dân có một cô con gái học đỗ thủ khoa là vân vân. Nhưng còn lâu mới có được một thành tích như thế này. Đúng không ạ? Đó là những tượng đài sống. Những tượng đài để người dân người ta nhìn vào, người ta than ngầm rằng là wow, thật là kinh khủng. Và tôi xin trân trọng giới thiệu với các bác một cái tượng đài nữa để người dân nhìn vào. Khi chúng ta chỉ cần tìm kiếm ở trên mạng, chỉ cần tìm kiếm ở trên mạng, đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện trẻ nhất cả nước, thì chúng ta sẽ ra hai cái nhân vật. Một là anh Nguyễn Quang Bình. Anh là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện trẻ nhất của Việt Nam hiện nay. Sau này thì đến tháng 8 thì có một Ủy ban Nhân dân huyện là thuộc của Thanh Hóa. Cũng tương tự. Nhưng mà Thanh Hóa thì chủ tịch này là về sau. Bởi vì là đơn giản. Xin thưa với các bác thế này. Nếu mà tính cái thời điểm được nhậm chức ấy, thì ông Nguyễn Quang Bình là cái người mà trẻ nhất Việt Nam là chủ tịch huyện. Ông được bầu vào cái thời điểm vào tháng 6 năm 2020 khi ông vừa tròn 35 tuổi. Và ông Nguyễn Quang Bình được bầu làm chủ tịch của Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai khi ông mới có 35 tuổi và ngay trước Đại hội 13, đó là vào tháng 6 năm 2020. Thời điểm đó thì rất nhiều người tập trung vào ở Vĩnh Phúc với bà Trần Huyền Trang làm phó giám đốc của Sở Kế hoạch và Đầu tư của Vĩnh Phúc. Rồi anh Nhân Chiến, Nhân Trinh mà quên mất rằng ở Lào Cai, một tỉnh miền núi, có một người tên là Nguyễn Quang Bình đã là chủ tịch của một huyện khi mà mới có 35 tuổi. Và ông Nguyễn Quang Bình hiện nay thì đang là phó bí thư huyện ủy và chủ tịch của Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, theo cái bài báo này. Và các bác biết không? Ông Nguyễn Quang Bình đó là con của bí thư Nguyễn Văn Vịnh, cũng là người đứng tên cái căn biệt thự có thể nói rằng là rộng nhất ở cái khu đất Kim Cương mà chúng ta vừa nhìn lúc nãy. Đó. Những căn biệt thự triệu đô. Đó. Cũng là căn biệt thự rộng nhất, đẹp nhất tại khu phố này. Thế cho nên ấy, những cái hình ảnh những căn biệt thự, hình ảnh những tượng đài sống, hình ảnh những cán bộ gọi là thành đạt khi còn rất trẻ, mà khi người ta chỉ cần hỏi câu rằng là nó con của ai, nó cháu của ai, thì lúc này thì mới lộ ra được rằng là à, nó có lý do của nó, và lý do của nó thì rất hợp với logic. Và cái logic này là cái logic mà người dân cắm mặt xuống đất cũng không có được. Tôi không lạ gì bí thư Nguyễn Văn Vịnh. Tôi biết chắc rằng bí thư Nguyễn Văn Vịnh hay rằng bí thư hiện tại là anh Đặng Xuân Phong thì đều không lạ gì tôi, bởi vì tôi ở Lào Cai và thậm chí còn là hàng xóm rất lâu. Thế cho nên ấy, về trình độ, về năng lực của một số người đặc biệt thì tôi còn biết rất rõ. Và có thể nói thế này, quy trình thì nó toàn rơi vào con em cán bộ đó. Đó. Thế cho nên là ngày xưa ấy, khi mà tôi được có những cái gợi ý để mà về làm ở tỉnh Lào Cai ấy, thì xin thưa với các bác rằng là tôi chỉ lắc đầu. Mặc dù có thể nói rằng là nếu về thì ít người có thể là có được cái điều kiện khởi điểm tốt như tôi. Cho nên ấy,
Người ta có nói câu rằng là một trong những cái tài năng lớn nhất là tài năng đầu thai. Đầu thai. Và chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta có thể gọi những cái ngôi biệt thự, ngôi biệt thự của con chất này là một cái tượng đài mới, là một cái tượng đài mới. Và những nhân vật mà thành đạt từ rất sớm cũng là một cái tượng đài sống hay không? Đúng không? Nhưng khi nhìn vào những cái tượng đài mới là những ngôi biệt thự của các quan chức, khi nhìn vào những tượng đài sống là những con đường thăng tiến thần tốc, mà những con đường này nó toàn rơi vào con em cán bộ, và đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, thì có gợi cho chúng ta cái điều gì suy nghĩ hay không? Và người dân thì nên cười hay nên khóc với điều này? Và ngay cả những cán bộ giỏi, chân chính, liêm khiết ở trong bộ máy, thì họ nhìn vào đấy, họ có còn cái động lực để mà phấn đấu, để mà làm việc hay không? Đó. Đặc biệt là những người thẳng tính, khái tính. Bởi vì những người tài ấy, thì thường thường á, họ không cúi đầu bao giờ. Đó. Tôi đều chia sẻ với các bác vào buổi sáng để chúng ta nghĩ về một cái từ mới. Đó là những cái tượng đài mới trong thời hiện đại. Tượng đài mới, tượng đài sống trong thời hiện đại của quan chức. Và nhìn từ tỉnh Lào Cai của tôi. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.